đẹp quá. Nơi đây để mọi người đi chụp ảnh đẹp quá cả nhà ơi. Chụp ảnh cuối cùng của ngày hôm nay ở đảo. Biển Phú Quốc đây cả nhà ơi, hôm nay nè. Là ngày thứ tư và cũng là ngày cuối cùng đoàn đưa đi chơi. Đây là một cái nơi mọi người tập trung để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. Đẹp quá. Điểm này là để người ta chọn một cái điểm chụp ảnh. Từng người một. Đây cô vào đi ạ. Đây ơi. Đây. Lái xe với cả xin chào. Hẹn gặp lại, hy vọng có ngày gặp lại. Vâng, trời ơi cô ơi, 2 năm nữa cô lại quay lại Phú Quốc, 1-2 năm nữa cô quay lại Phú Quốc lại khác mà cô. Phương châm của bọn con là bà còng đi chờ trời mưa, cái tôi cái tép đi đưa bà còng đấy. Đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà. Ok, cô cảm ơn nhá. Bye bye nhá.